giờ ông nội còn lên đi đây thì cũng nhờ hiệp sĩ giúp đỡ để tìm con về. Nhưng ông nội cô không biết nói gì nhiều, nhưng mà giờ ông nội khuyên con thì cũng ráng làm đi, rồi để mà chờ ngày rồi anh em người ta để giúp đỡ rồi con về, chứ còn gia đình thì cũng không có tiền bạc gì mà nhiều mặn thì vậy á. Thì giờ con cũng ráng cố gắng đi chờ đợi, chứ còn giờ không có rắp ráp gì được nữa. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các cô các chú các anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin nhà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin để tìm người thân. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, và một gia đình phải nói là cả ông bà ở tỉnh Bến Tre về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ, câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi con xin phép chào ông nhé. Dạ, ông có thể ông giới thiệu ông họ tên là gì không? Tên là Quỳnh Văn Lợi, Quỳnh Văn Lợi ha. Ông năm nay nhiêu tuổi rồi ông? nay 79. 79, 80 à? Phải 80 ha. 80 mà con nhìn ông vẫn rất phong độ ha. Dạ. Mình quê ở đâu vậy ông? Ở Bến Tre, Ba Tri. Ba Tri, Bến Tre ha. Rồi hôm nay ông với hai người con của mình, một người con trai, một người con gái và một người con dâu đúng không ạ? Một Phải không ạ? Rồi, người rồi con gái, một người dâu. Dạ rồi, con cảm ơn ông nha. Rồi xin chào em gái bên này đang cầm tấm hình. Em có thể em giới thiệu cho anh cũng như cho cô chú anh chị tất cả trang mạng xã hội biết được em họ tên đầy đủ là gì? Em tên là Đào Thị Ngọc Thắm. Đào Thị Ngọc Thắm. Em năm bao nhiêu tuổi rồi Thắm? Em nay 39 tuổi. Rồi, em quê ở đâu? Quê cũng Ba Tri, Bến Tre. Ba Tri, Bến Tre. Rồi. Hôm nay em về đây cùng mấy ba chồng đúng không? Mấy chị chồng đúng không? Phải không? Để về đây tìm con phải không? Rồi, cảm ơn em nhé. Rồi, xin chào chị gái đằng sau. Chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Chị là Quỳnh Thị Thảo, năm nay 53 tuổi. Dạ. Cũng đến đây nhờ đội hiệp sĩ của anh Hải đặng tìm cháu. Dạ. Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của chị nha. Rồi em hỏi chuyện mẹ bé xíu ha. Rồi chào em gái. Em có thể em giới thiệu là con em họ tên là gì? Họ tên là Quỳnh Văn Khanh. Em nói lớn tiếng nè em. Quỳnh Văn Khanh. Huỳnh Văn Khanh. Rồi, con của em nhiêu tuổi rồi? Nay nó 18 tuổi. 18 tuổi, sinh ngày mấy tháng mấy em? Sinh ngày 27 2005. 2005 ha. Rồi con em hiện nay còn học không? Nó nghỉ đâu rồi, nay nó học lớp 5 nó nghỉ. Ồ, nghỉ học sớm vậy. Tại vì nó không muốn học nữa. Ừ, chán học ha. Rồi, con em hiện nay trước cái thời điểm bỏ nhà đi thì làm công việc gì? Nó đi ghe với cha nó. Đi ghe với cha. Em được mấy người con rồi? Hai đứa. Bé này thứ mấy em? Thứ hai. Còn một bé nữa đúng không? Bé trai nữa. Bé trai này học lớp 7. Rồi con của em đi ghe với ba lâu chưa? Lâu rồi, đi được 2-3 năm rồi. Ồ, vậy là cũng rất chịu khó đúng không? Dạ. Con của em có chơi bời gì không? Không, nó về là nó không có đi chơi với ai hết. Con của hai ba là con là chồng em, và con của em đi ghe là cụ thể là ghe ở đâu và làm gì? Nó đi ghe ở tiệm tôm. Thu nhập được không em? Cũng được. Ừ, còn em làm công việc gì vậy? Để nhà cũng mằng này mằng kia vậy đó, Gọi là làm cỏ bò làm gọi là làm ruộng, làm nông nghiệp ha. dạ Ừ. Rồi vậy là con của em hiện nay thì đi đâu, mất tích làm sao? nó đi bữa mùng 8 Tết thì cái bữa đó em đi bắt nghêu về á, Ừ. thì em ngủ em cũng không biết nữa, rồi em dậy cái em thấy nó ủa hôm nay Khanh con làm gì mà nay con đẹp trai dữ ạ, cái con đẹp trai mẹ cũng nói nữa, Ừ. cái rồi em bỏ vô em ngủ tại vì em buồn ngủ rồi chết à. Sao cái nó nói thôi cha cho con đi đi lại nhà hàng chính ăn khai tương, cái cha nói mày đi mẹ nhậu cũng vừa vừa đó, mời đàn ông phụ làm bằng ghe với tao, cái nó đi luôn, cái chiều em không dậy cái em đi cắt cỏ, em đi cắt cỏ với nhỏ, em hỏi nhỏ ủa anh hai cưng đi đâu ạ, hai con đi đâu ạ, nó nói đi với bạn gái, cái nó, ủa đi bạn gái đâu, con xin mà anh hai không cho đi chung, cái nó đi luôn luôn, cái về hỏi cha nó nói nãy giờ tôi điện hai cú mà nó không bắt máy, cái em điện nữa tới sáng nó cũng không bắt máy,
Thế chừng nó nhắn tin là cái nó nói giờ con đi đi làm rồi, mẹ đừng có điện con nữa. Rồi đi xong rồi qua mấy bữa sau cái nó nói thì giờ nó ở Campuchia á. Mới đầu thì nó không nói Campuchia mà nó nói ở thành phố liếc thì cái nó đi giờ ở quận 8, quận 1 thì mượn cậu nó rồi lên cái nó cho định vị tầm bậy không à. Cậu nói họ không phải định vị đó thì cha nó bao xe lên tỉnh cũng không phải nữa. Vậy là con của em chia sẻ đúng không? Cho em là đến lúc phút đấy là muộn rồi, là bên Campuchia rồi. Ở tâm bên Campuchia là cái nó nói vậy con mặn được không, nó nói mặn được con không có gì với tơn á. Thì sao lại cái nó nói sao cuối cùng này bữa bữa kia cái nó nói là giờ con không mặn nữa, con không có doanh thu, giờ họ nói hả con không mặn nổi, họ bán qua công ty khác. Thì mẹ kêu mẹ bắn tiền qua chụp con về. Vậy bắn chưa? Không, chưa có bắn. Cho anh hỏi này. Vậy là con của em trước ngày mùng 9 á, trước ngày mùng 9 Tết đúng không? Năm vừa rồi là 2023. Về trước là con em đã bao giờ có ý định đi làm xa chưa? Có chia sẻ bao giờ Không, nó không có nói gì hết không? trơn á, đã nên có lên ngoại nghe ngoại nó nói vậy nè, bữa bị nó đi rồi á, ngoại nó nói nó đi là nghe nói nó phỏng phỏng cái nó đi bằng lên phố mằng mà tên nó tưởng đâu nó chơi Vậy là có ý định rồi. có Con của giờ em đã có ý định rồi nhưng mà gia đình không biết, không không để biết ý. nó nói chơi, ngoại nó tưởng đâu nó nói chơi không à, ngoại nó cậu nó đi ghe ngon chết đi mặn thành phố nhầm khi bữa mặn bữa hông nữa. Vậy là bây giờ là theo thông tin em được biết là con em đã báo là sang Campuchia rồi. Dạ Nhưng mà hôm bữa là ăn mặc rất bảnh bao ha, rất đẹp dạ trai, con này khác thường đúng không? Con của em hôm bữa đi bằng phương tiện gì em? nó nói là một chiếc xe du lịch xuống tới chỗ lướt luôn, Đúng rồi. thì nó nói lên tới chỗ là nó trả tiền, họ công ty trả tiền. À, công ty trả tiền. Công ty này gọi công ty lừa đảo em Dạ nha. Rồi đến giờ phút này con em đi từ hôm đó đến giờ phút này có gọi điện về nhà không? có nó điện thường xuyên à, mà tối 11 giờ nó mới điện, 1 giờ mấy nó mới điện, được không à, sáng là 8 giờ 7 giờ mấy nó cũng có điện, 8 giờ mấy nó cũng điện nữa. Cái giờ đó là giờ nghỉ đi em. Dạ Nửa đêm giờ ra mới được nghỉ đó. Còn nó ban ngày điện nó phải làm cũng việc. bình thường vậy, cha nó phải nó kêu cứu á thì mình còn đi tìm, nó không kêu cứu thì em cũng đi đi báo công an họ nói vậy nè, nó 18 tuổi rồi, nó tự sinh tự diệt rồi, chừng nào nó kêu cứu á thì mấy công an mới vào cuộc. Nhưng mà hiện nay là con em không kêu cầu cứu gì. Hiện nay nó mới Nay kêu, mới À kêu. lay mới kêu hả? Nay nó kêu mẹ ơi bắn tiền qua chỗ cái mẹ, cái em nói là thôi con cho địa chỉ ha, cái này kia mẹ mới qua mẹ chuộc, nhưng mẹ nhờ người ta qua chuộc con chứ giờ mẹ không biết địa chỉ mà mẹ bắn tiền con vậy sao mẹ bắn, cái nó bắn tiền qua à, con đi về hà. Bắn tiền qua về dễ ha, nghe nghe có vẻ là vui vui ha, không có chuyện đó đâu em. Em bắn tiền qua là mất cả con mất cả tiền. Hiện nay là con em có báo là bắn bao nhiêu tiền qua Campuchia Bắn 100 triệu. không? Bắn 100 triệu xong là 100 triệu nữa, khi nào hết trăm 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 nhiều trăm này con em mất luôn Nó nói nhá. là nó mặn bảo hiểm được 40 triệu á, thì nó đưa cho cái bà đó là tiền xe về rồi, mà giờ mẹ bắn tiền 100 triệu nữa là con đi về luôn á. Giờ bà đang ngủ bên đó đó nhá, Dạ chứ bà về thì bà đang ngủ bên đó đó nhá. Bây giờ thế này, con em hiện nay là báo tin cho em là đang sinh sống và làm việc tại Campuchia, nhưng có báo rõ cho cụ thể cho em là làm nó việc nói gì không? ở con gì chị thành phố Tư Đồng Bơn ở thành phố Lâm Bơn mà một bài á, mà nó một bài nữa, thành phố Đồng mà Bơn nó mà một không cho bài mình nữa, địa chỉ, nói vậy thôi. nó nói cho địa chỉ thì quản chủ quản nó nói là đi ra ngoài công an bắt thì sao, thì Vâng, là nó không cho nữa. hiện nay là con em có chia sẻ cụ thể là con em làm công việc gì tại Campuchia không? Thì nói lên mạng thì câu like vậy đó. Câu gì? Câu lừa đảo á nha, lên mạng lừa đảo những người khác nha. Đợt đó cha nó cũng nói là mày nhắm là ấy thì mày về mày kêu cha mẹ đặng mẹ mẹ tính nghe, nói vậy á, cái nói đâu có gì mặn không có gì hết mà nay nó kêu vậy đó, nó nói giờ nó mặn hết nổi rồi. Này là ép quá rồi, Ép quá quá hấp mà thôi rồi. không có doanh thu, Bây cái giờ nghe mà không có nó doanh nói thu. chuyện với tôi rồi cái thằng mà kế bên á,
Rồi tao bộ hổm tao cũng bị bính quýnh bập tay hay bập tay vậy. Con em bị uốn không? Chắc có quýnh bập tay hay bập tay. Ừ, có đây cảnh cáo thôi để hăm dọa thôi. Là nó mà không được á. Ừ. Bây giờ thế này, anh em đội hiệp sĩ cái thành Bình Dương sẽ đồng đưa thông tin lên. Hy vọng là nếu ai biết được thông tin chính thức mà con của em đang làm công ty nào đó. Dạ. Nhá, thì các anh em phải tìm cách giúp cho. Còn tuyệt đối là mình không được gửi tiền, không được chuyển tiền bằng bất kể hình thức lý do nào đó. Dù rằng nó hăm dọa ai không là cái việc đó mình không quan tâm, nhưng không có chuyển tiền ha. Vì chuyển tiền bên là mất tiền, 100 trường hợp chuyển tiền qua là mất cả 100. Hôm em hỏi giờ con đang nỉ chủ quản đi, rồi nói chuyện với mẹ, đặng biết địa chỉ đó mẹ, đặng mẹ qua, đặng mẹ nhờ người ta qua đặng lướt con về. Nó nói chủ quản không có cho. Chủ quản không nói, nói một lời à, ổng không có nói hai lời. Nhưng có nghĩa rằng bây giờ bằng mọi giá, nếu chuyển tiền là mình không có chuyển nha. Hiểu không? Dạ. Chuyển tiền là mất tiền đấy. Dạ. Bất kể ai người ta đưa thông tin người ta bảo chuyển tiền thì người ta sẽ đưa về tận nhà, không có đâu nhá. Người ta chỉ có lừa mình thôi. Bởi vì nếu như thực sự người ta đã muốn giúp hoặc người ta muốn cho về thì anh em bên này sẽ hỗ trợ, giúp miễn phí hoàn toàn. Đưa người ở bên này sang hoặc là sẽ nhờ hỗ trợ người nào biết am hiểu, người ta sẽ đưa trực tiếp về đó để tự làm việc. Đại loại là không có chuyển tiền. Chuyển tiền là chỉ có mất tiền thôi nhá. Em có điều nào em muốn chia sẻ trên video này thì hy vọng con của em biết được và con của em yên tâm tư tưởng để mọi người tìm cách giúp con em không? Nhờ mấy anh hiệp sĩ của Nguyễn Thanh Hải giúp tìm cứu giùm con em với cộng đồng mạng đồ tìm con em, giờ em cũng không biết làm sao hết. Không ai mong muốn là sinh con ra đúng không? Đến tuổi trưởng thành rồi mà giờ con bỏ đi cũng mục đích chính là con cũng không phải ham vui, mà đây là chỉ vì là tham tiền. Mình nói thẳng một mục đích là tham tiền, nghe những lời ngon lời ngọt đó, dụ ngon ngọt một tháng 5-7 ngàn đô hay là hàng trăm triệu. Vì vậy là con là bỏ trốn luôn để đi làm việc, nhưng không ai ngờ đến giờ phút này đi không về được. Rất nhiều trường hợp rồi, trong thời gian vừa qua đội hiệp sĩ của thành Bình Dương đưa về và thông tin chia sẻ cảnh báo hàng trăm ngàn trường hợp từ Việt Nam mình sang Campuchia. Đó, rất nhiều trường hợp phải nói là lâm vào cái cảnh bi đát vô cùng. Nhiều gia đình phải nói là vô cùng khó khăn, phải bán nhà để chuộc con, nhưng may mắn là còn được về. Còn nhiều trường hợp khác là bán nhà bán đất để chuộc con về, nhưng mà chuyển tiền qua là mất nhà mất đất. Đến giờ phút này con bạch vô âm tín luôn. Em có điều nào muốn cảnh báo? Nó nói thôi giờ con nói với quản lý đi, rồi giờ ở đây cha con đi ghe rồi, lọ đi ghe rồi, giờ đi ghe mặn mướn cho người ta, giờ phải vay tiền chứ đâu phải mình khá giả gì đâu mà có tiền liền đâu. Đúng rồi. Giờ vay mà mượn rồi mới có tiền mới chuộc con về được, chứ khi không con biểu giờ chuyển tiền qua tiền đâu mà chuyển qua biết con về được hay không, rồi mất tiền rồi con không về được nữa. Rồi nó nói chừng không chuyển chừng 10 bữa trở lại đây là hốt xác nó về. Nó bảo vậy. Nó trả lời vậy đó. Người khác xúi nó nhắn tin đó. Nha. Nó không nhắn tin, nó nói luôn. Nó nói điện thoại nó người luôn. Khác xúi như vậy. Dạ. Nó điện Zalo thôi chứ còn số điện thoại nó mất tiêu rồi, nó không cho gọi cái số điện. Nó nói mà nó dòm giáo giác hết trơn. Dạ, nó biết là có người đằng sau. Dạ. Nha. Bởi vì thực sự bây giờ con em không muốn cũng phải muốn. Dạ. Hỏi con có bị quýnh không? Hổm nó nói hổm nay là không có bị quýnh, có bị có một lần một à. Quýnh cảnh cáo. Thực sự là những cái câu chuyện mà tìm con mà đến giờ phút này báo tin biết ở bên Campuchia, anh em đội hiệp sĩ như nghe những cái câu chuyện này thực sự là rất buồn. Bởi vì anh em đã cảnh báo rất nhiều là không hiểu lý do nào đó, các thanh niên đa số là không có xem mà tưởng rằng là thật, tưởng rằng là đi này kiếm được tiền về. Nó nhỏ nó lớn rồi đó, giờ nó không đi đâu, đi ghe với cha nó thôi. Đó. Nó không đi đâu trơn. Nó cũng không có giao du bạn bè nữa. Nó hiền lắm. Nó về nó ngoan lắm, nó chuyện là nó nghe lân lắc à. Đi này nó có hai dạng, một là ham vui, hai là gọi là đi để cho biết, còn một dạng nữa là trốn nhà đi để kiếm tiền, nghĩ rằng việc nhẹ lưng cao ngồi trong mát, đúng không ạ? Nhẹ lưng cao. Đó, bấm máy vi tính. Dụ dỗ vậy rồi nghe lại rồi thì ra nó hốt đi rồi đâu. Đi là không có về được, nó giữ điện thoại hết rồi, nhốt trong phòng rồi làm việc. Hỏi như con đi con làm gì, nó nói câu like. Câu gì không có câu kẹo gì hết đấy. Người chính người Việt lừa người Việt. Đó, bây giờ chúng nó bắt ép và như vậy mình không lừa thì nó sẽ đánh. Nó nghĩ quá trời luôn mà nó cũng không nói nữa. Không nói được, đây là thông tin bí mật rồi. Nha, không thể nói được. Dạ, em ngồi chiều qua em cũng năn nỉ nó, con nói với chủ quản đi. Thì năn nỉ chủ quản đi, ở đâu đâu mẹ đặt chuột con về chứ. Làm sao mẹ biết đường đâu mẹ qua cứu con, gửi tiền vậy lừa mất con mất tiền luôn thì sao?
Đó, bây giờ khó khăn không? Đi thì chưa kiếm được đồng nào, đến giờ phút thì gia đình lại phải chuẩn bị tiền để cứu con về mà chưa biết là liệu có về được hay không. Mà tiền này chuẩn bị sẽ mất. Đó. Thế nên đây cũng là một cái lời cảnh báo, cảnh tỉnh cho tất cả các cô, các chú, các anh chị, tất cả các bậc phụ huynh, tất cả các tỉnh rất xa. Hy vọng là mọi người xem video này chia sẻ lan tỏa nhiều hơn nữa để tránh những trường hợp con, cháu, gia đình, người thân, thân nhân của mình bị lừa đảo, bị dụ dỗ. Không những sang Campuchia, hiện nay có một số đối tượng đã chuyển hướng sang Myanmar. Nhiều trường hợp bây giờ đã dụ dỗ sang Myanmar rồi. Mới đây nhất là đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương tiếp nhận và ghi nhận rất nhiều thông tin một số thanh niên bị lừa đảo sang Myanmar đi theo cái hệ công ty, đi qua hưởng được hàng không đàng hoàng, nhưng mà sang đó giờ không về được. Có trường hợp cũng phải chuộc hàng trăm triệu mà sang Myanmar còn khó hơn nữa. Đó. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy hướng dẫn cho con mình để cho con mình có thể là ở Việt Nam mình không có đâu bằng. Chứ bây giờ đi sang nước ngoài bây giờ tiền không có dễ dàng để kiếm được tiền của người ta. Mà sang đó là ngôn ngữ bất đồng, chúng đánh đập, hành hạ, ép buộc bằng nhiều hình thức khác nhau. Rồi, vô cùng khó khăn. Rồi con xin phép ông có thể ông chia sẻ một vài câu chuyện nào đó cho cháu nội của ông để cháu nội ông biết được, yên tâm tư tưởng. Dạ. Giờ ông nội con lên đến đây thì cũng nhờ hiệp sĩ giúp đỡ để tìm con về. Nhưng ông nội cô không biết nói gì nhiều, nhưng mà giờ ông nội khuyên con thì cũng ráng làm đi rồi để mà chờ ngày rồi anh em người ta để giúp đỡ rồi con về, chứ còn gia đình thì cũng không có tiền bạc gì mà nhiều. Rồi mặn thì vậy á, thì giờ con cũng ráng cố gắng đi chờ đợi, chứ còn giờ không có rắp ráp gì được nữa. Trong đó luôn không có túi ngoài. Vậy thì giờ ông nội gửi gắm cho con như vậy thôi, giờ biết sao giờ người đây đây bên kia không chỉ thấy mặt chứ còn không thấy thấy hình chứ không thấy bóng. Dạ. Bây giờ vậy con nội khuyên con vậy thôi, rồi giờ có bao nhiêu lời con nội để khuyên con vậy. Dạ. Ông nội 80 tuổi, 79-80 đi hàng trăm km thì về đây. Thực sự rất thương, rất tội nghiệp. Alo. Em còn điều nào em muốn chia sẻ cho con em không? Alo. Con ơi, con biết gì chỗ nào đi, con nói với mẹ, mẹ qua mẹ cứu con về, chứ giờ mẹ không biết là con làm sao mẹ cứu con về, kêu chuyển tiền mẹ đâu có chuyển được, rồi mất con mất tiền luôn rồi làm sao? Thương quá trời thương luôn. Bây giờ con đi không kiếm đồng nào cả. Bây giờ gia đình lao đao từ Tết giờ ha. Mấy tháng trời rồi. Từ Tết giờ mấy tháng liền rồi. Mất ăn mất ngủ luôn, suy sụp. Từ ông lão 70-80 tuổi, tóc trắng bạc phơ rồi. Bây giờ cũng phải bỏ công, bỏ việc, bỏ nghỉ ngơi. Cha nó đợi chứ không được, cha nó giờ phải đi mừng mướn, đi ghe rồi. Bỏ đi ghe rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ ở nhà nó điện mất tử vậy. Bây giờ nhà có mẹ nó thôi. Kêu chuyện tiền phải giờ mới đi dai, với tiền đâu mà có đâu mà chuộc. Bây giờ đi muốn chuộc được con về phải cầm nhà cầm đất, thậm chí bán nhà bán cửa đi. Đó, thực sự rất thương, nhìn là bàn tay của người mẹ. Và đó là đây là cũng một người nông dân chân chất luôn, chứ không phải là sung sướng gì, đúng không ạ? Thế mà để kiếm hàng trăm triệu, để vay mượn hàng trăm triệu để chuộc con về, đó là cũng là một cái sự vô cùng khó khăn. Nhưng con mình thì không lẽ là không có cứu về được, đúng không? Mà bây giờ đưa về thì không biết đưa về bằng cách nào. Hiện nay chưa biết thông tin chính thức là con đang ở đâu. Nó không nói gì tường. Hy vọng là bé trai xem được video này thì hãy thương gia đình mình nhiều hơn. Hãy cố gắng thuyết phục ở bên đó, biết chỗ cụ thể, vị trí. Thì các anh em hãy tìm cách để giúp bé quay trở về. Bởi vì tránh tình trạng mà để bây giờ hiện nay gia đình phải nó vô cùng hoang mang. Đúng không ạ? Cả một gia đình, một người đi bây giờ cả gia đình phải lo lắng, lo buồn sầu. Và người ta nói là một con ngựa đau, một cả tàu phải chê cỏ, đúng không? Cả một đoàn bây giờ hiện nay thì cả đại một gia đình. Bên nội ngoại hai bên này mất ăn mất ngủ luôn. Đó, bỏ công bỏ việc. Thôi cuối video này con xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương. Con chúc ông nội cũng như là toàn thể gia đình mình ha, mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng trong những ngày tháng tới thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương sẽ tìm thông tin cháu nội của ông đang ở đâu, thì anh em đi tìm cách để giúp cháu của ông quay trở về ông nhé. Cảm ơn. Dạ. Dạ, cuối video này cho phép công Trần xin thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Xin hẹn gặp lại các cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Đây thực sự là một cái câu chuyện vô cùng đau lòng, rất đáng thương.
anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương trong năm 2022 đã giải quyết giúp hàng ngàn trường hợp, tất cả trường hợp các thanh thiếu niên bị lừa đảo, bị buôn bán, bị dụ dỗ, bị xin việc làm trên mạng, việc nhẹ lương cao, bấm máy tính từ Campuchia sang Việt Nam mình. Đây tiếp tục từ đầu năm giờ rất nhiều các ca, và đa số là các thanh niên hoặc các thiếu nữ bị lừa đảo, bị dụ dỗ đến giờ phút này phải chuộc số tiền hàng trăm triệu. Hy vọng là các cô, các chú, các anh chị, ai có con em chúng ta hãy cảnh giác, tránh tình trạng bị lừa đảo, bị dụ dỗ này. Đến giờ phút này bị cầu cứu và nó là thực sự là rất khó khăn. Thôi cho phép Công Trần xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú, anh chị, bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.